Cô Long xin chào cô chú. Hôm nay là ngày 2 tháng 12 2018, là ngày chủ nhật. Con xin giới thiệu cô chú một số chậu dendro mùa xuân. Thì mấy chậu này là con đang có 4 mặt hoa cô chú. Cái này mắt ngủ nó sưng hết rồi nè. 4 mặt hoa thì 1 giò là 170, 2 giò là 320 và 4 giò combo là 600 nha cô chú. Đang có 4 mặt hoa khác nhau. Đây là mặt hoa thứ nhất nè cô chú. Còn đây là mặt hoa thứ hai. Đây mặt hoa thứ hai đây. Có hương thơm nha cô chú, rất là thơm luôn. Là mặt hoa của mã số 3. Mặt hoa của mã số cuối cùng nha cô chú, mã số 4. Thì cô chú nào đặt hàng thì nói đen mùa xuân và mã số là con sẽ gửi cho các cô chú. Một chậu là 170, hai chậu là 320 và combo 4 chậu có giá là 600. Đây cô chú, hình cây của nó như vậy đây. Đây là mã số 1 nè. Con có ghi cái mã số trên chậu cho cô chú. Chậu rất là đẹp. Chậu rất là nhiều thân. Đây là chậu mã số 2 nè, bông màu trắng. Thì con không có nhiều nha cô chú. Mã số 2 nè. Và đây là mã số 3. Thân rất là mập, rất là khỏe luôn cô chú. Mã số 3. Và đây là mã số 4 cô chú, mã số cuối cùng. Số điện thoại bên con là 0908 846 04, địa chỉ Vườn Lá, phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Qua lâu mình xin chào cô chú.